Mẹ cẩn thận nó cắn là lên cơn. Bây giờ nó lên cơn có một cứu chờ. Không cứu đâu bây giờ, chứ ra nó cắn người mình. Cẩn thận nhá, người nhà cẩn thận nhá. Đấy chưa, nó nhổ ra nó cắn lung tung rồi đấy. Ấy, anh có vết thương được để nó nhổ nước bọt vào đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nó cắn cho nó nhá, lại phải tiêm đấy nhá. Bảo đi. Bây giờ làm gì cứu được nó đâu. Người chưa bị gì phải khẩn trương đi, đưa đi mà tiêm đi. Bao tiền cũng phải tiêm. Cho bà gì nó lên cơn vật mầm này. Cái này nó chưa đúng hàng đâu mà nó bất kể ai nó cắn. Cắn 3 tháng nay rồi không đi tiêm, bây giờ nó mới lên cơn, hiểu chưa? Xong rồi. Bệnh viện chịu chết à? Đưa lên cho nó, họ giả về không chịu, không làm cho nó bệnh dại. Để nó lên cơn rồi, thế là lâu chưa? 3 tháng, bị cắn 3 tháng rồi, nhưng mà vừa lên cơn hôm qua thôi. Họ giả về. Nó bệnh cho giải này, họ khuyến cáo rồi mà. Khi đã lên cơn, vô phương cứu chữa. Bệnh dại, chó dại cắn. Khổ nhờ, đấy, tủ quan vài đồng tiền cứ nghĩ cắn bình thường không tiêm là xảy ra. Giờ thấy nó lên cơn thì đưa ra hôm qua, nhưng bây giờ đưa lên tỉnh thì lại phải đưa về, họ không nhận. Mẹ thằng con trai đẹp chứ, xinh trai chứ, đẹp trai đấy chứ, không phải xấu rồi chưa. Giờ xe máy xe móc làm nào đưa nó về thôi. Gồng nó kinh. Khổ đập trai chứ. Tiếc tiền. Cách đây 3 tháng rồi, không phải chủ quan nó cứ dạng ấy. Chó cắn bình thường cứ kệ nó thôi. Bây giờ nó hôm qua nó lên cơn thì đưa ra đây, vô đây là đưa nó tỉnh. Nó tỉnh thì bây giờ tỉnh trả về, tỉnh không nhận. Vì họ nắm bắt rõ. Vừa mệt vừa mẹ. Nó không muốn đi đâu. Nó không muốn đi đâu. Nó không muốn đi đâu. Nó không muốn đi đâu.